Cứ vào khoảng 5 giờ sáng vào các ngày thứ hai, thứ sáu, công việc quen thuộc này lại bắt đầu và thường được tiến hành ngay giữa hành lang bệnh viện như thế này. Lẹ lên, cô bác ra lấy đồ nè. Tiếng kêu vừa dứt cũng là lúc bệnh nhân ùa ra để nhận đồ thay. Chẳng cần ai bảo ai, cũng chẳng có ai nhắc nhở. Cứ thế những chiếc ga giường bẩn được bỏ xuống sàn để thay bằng chiếc ga mới. Ở đây, người bệnh dù rất sợ lây nhiễm nhưng cũng không dám lên tiếng. Sợ bẩn, bệnh nhân này đã lót thêm tấm ga. Mình đây cũng mình thay 2 tấm, mình có vừa bữa nay mình có bệnh viện thay. Thì tôi trải cho mấy cái tấm từ nhà tôi ra đem theo cho nó làm không. Tại một khoa khác, đồ vải sạch đặt cạnh đồ vải bẩn, điều mà trong quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn không được làm. Vô tư hơn, người này sau khi thu gom đồ bẩn đã không mang tới xưởng giặt mà bung ngay ra sàn giữa lối đi như thế này để phân loại, mặc nhiều người qua lại dẫm đạp lên. Khu vực này gọi là xưởng giặt nhưng thực chất là kho chứa đồ bẩn, đợi xe dịch vụ bên ngoài tới chở đi. Việc giao nhận đồ mới như thông lệ thường chỉ tính bằng số ký và số cái. Việc lấy mẫu thử hầu như không thấy. Cái khâu quản lý về giặt vô khuẩn trong bệnh viện hiện nay hầu như bỏ ngỏ. Vì từ xưa đến nay chúng ta có đưa ra quy trình, có đưa ra quy định nhưng không có sự kiểm tra, không có sự giám sát. Do vậy, mạnh bệnh viện nào, bệnh viện đó là. Bằng nhiều cách khác nhau, nhóm phóng viên đã lấy thử đồ sạch được phát cho bệnh nhân để đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy có khá nhiều vi khuẩn trong mẫu vật như thế này. Về nguyên tắc thì nếu mà như đồ đạc của một người mặc trước đó và người cái trước đó là bị bệnh và nếu mà không được vệ sinh được tốt thì có khả năng rất là cao là cái người mặc tiếp theo á thì cũng có khả năng là sẽ bị nhiễm bệnh. Đây chỉ là ví dụ để có thể hình dung về khả năng nhiễm khuẩn của đồ vải trong bệnh viện. Vết bẩn có thể nhìn thấy bằng mắt, đôi khi lại ít nguy hiểm hơn là nhiễm khuẩn không nhìn thấy được. Thế nên, bệnh viện nào cũng có một khoa gọi là kiểm soát nhiễm khuẩn và thường được báo cáo là hoạt động rất tốt.